Tôi là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Việt Nam Mobile. Hiện em đang làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Tân Bình. Tân Bình, tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. Hà 24 tuổi, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu xin phép xin chào tới anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý khán giả. Thì em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi và em đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không Quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ, là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À, tức là em ở trển không á, đúng không? Dạ. Không có lo gì đâu đúng không? Dạ. Hà, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ, em nói nhiều, em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ, ví dụ có một vấn đề đi. Ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ, thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi thích gái, gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. Dạ. Em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh trai bên kia, và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vì chuyện này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cất cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơi nhớ sắc nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em quên lời chị. Tâm đàn hát một bài nào đó để đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có đàn nữa hả? Mình thì mình không đọc rap được hay như bạn đâu. Mình chỉ có thể hát được những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương thôi, nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ, ngồi một mình cười ngân ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim rồi ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim lên lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ, hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là, để mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra được thôi. Chứ còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Em gái em trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em chính thức thì 2 anh ạ. Tại sao chia tay? Dạ bạn nam đầu tiên thì lớn tuổi rồi nhưng mà lại tính con nít quá chị. Còn bạn thứ hai thì lăng nhăng. Đã quen được bao lâu? Dạ quen bạn thứ hai thì quen được hơn 2 năm. Hơn 2 năm? Dạ. Lớn hay nhỏ? Dạ nhỏ hơn em. Nhỏ hơn em? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì trước đây cả trải qua thì chính thức được một mối tình. Một mối tình bao nhiêu năm? Dạ được 4 năm. Dạ. Tại sao phải chia tay? Dạ có thể là em đã chưa thể được quan tâm được cô ấy nhiều hơn. Đúng vậy. Vậy thì qua 3 mối tình của hai bên ta rút kinh nghiệm được ra. Mối tình sắp tới chúng ta sẽ đừng vướng vào cái lăng nhăng nè, con nít nè, vô tâm nè. Phải quan tâm người yêu mình hơn nè ha. Dạ. Bạn gái, bạn thích mẫu người lý tưởng như thế nào?
Dạ em cũng đơn giản lắm anh, cao 1m7 trở lên. Trời ơi đơn giản quá. Dạ đơn giản chị, em cũng cao mà chị. Rồi. Dạ. Không phong kiến, không cục tính, không ghen tầm bậy tầm bạ. Đề ngoại hình, mắt mũi miệng có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Dạ mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị. Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được, đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 6'6 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ may 1m7 em. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Từ tiêu chuẩn của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Đúng. Tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn của em thì cô gái mình nhất là 3 vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? Không đâu. Chứ sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Dắt qua hậu luôn rồi qua. Qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Ô dạ. Trời ơi. Anh ơi em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ em cũng không nghĩ tới, mình có như là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó, thí dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tại con trai không ghen gì chị ơi. Nhớ dạ, nha, nhớ dạ, nha. Em cần ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn, anh nha anh nhắn con này khi nào. Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị, vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi. Và bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực trò cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ? Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. À, bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến người thân xem sao. À, Hà đi với ai Hà? Dạ em nay em đi với mẹ với một người anh. Xin chào MC Quyền Linh, thì xin chào MC Cát Tường, xin chào khán giả trong trường quay, xin chào cháu trai ở trên sân khấu. Cô thấy đây có thể làm con rể tương lai của cô được không? Thầy cháu cũng chừng chạc, nói chung là người nhà nước cho nên mình cũng không xem những cái lý lịch đằng sau nữa, vì bản thân cô cũng lấy bộ đội và con trai cô cũng là bộ đội. Còn cái duyên thì cảm ơn chương trình đã dẫn hai cháu đến đấy, còn lại cơ duyên đằng sau nữa, cái nợ thì tùy của hai cháu, nhưng mà mẹ thấy được phần sau là tùy con. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn chương trình. Rồi em đi với ai vậy Mỹ? Dạ em thì đi cùng với chị gái em. Chị gái? Dạ. Và các đồng đội của em đúng không? Dạ. Bây giờ mời chị gái có ý kiến trước đi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Nói chung là thấy em gái đây cũng xinh xắn, năng động. Hai em cho nhau một cơ hội để còn đến với nhau. Dạ, chị cảm ơn. Cảm ơn chị. Mời thủ trưởng của... Dạ. Thủ trưởng của em Mỹ đi. Lời đầu tiên thì xin phép được gửi lời chào đến hai MC duyên dáng. Dạ. Xin dạ. Gửi lời chào đến khán giả trong trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Thì Mỹ ơi, anh ngồi dưới này thì anh có cảm nhận là cô Hà tài sắc chắc vẹn toàn. Thế còn Hà, anh cũng chia sẻ với em thêm về chỗ bạn Mỹ này. Thì Mỹ là một người rất là về phẩm chất đạo đức thì tốt, chuyên môn giỏi và có nhiều năng khiếu thể thao và văn nghệ. Trước khi em có cái sự lựa chọn của mình thì anh cũng có chia sẻ là người ta hay nói là cầm vàng còn sợ vàng rơi, lấy chồng bộ đội suốt đời ấm no. Nếu mà hai em mà
thuộc về nhau á, thì anh tin chắc rằng đây sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Thủ trưởng nói hay quá. Bây giờ là để cho hai bạn sẽ trực tiếp chia sẻ với nhau ha. Gia đình, thủ trưởng, người thân đều ủng hộ hết rồi. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Rồi, anh tặng em không ạ? Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể mở ra được không? Dạ, em đeo cho anh nha. Dạ, đây là vòng tay bình an. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì bình an là trên hết. Thầy, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Anh muốn gửi để em. Dạ. Anh cảm nhận về em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng ơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là khuôn mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát ấy chứ nhỉ. Dạ. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn. Thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không? Hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này không có mục đích để anh đến. Nhưng nếu như em đã là mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Tại em là một người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên, chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì, chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ gieo duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ anh nhét vô tim nha anh. Ờ nhét luôn nha. Dạ, ờ, đóng nhét chặt lại nha. Ờ, thôi tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Nếu là có thể gặp nhau, chào nhau bằng một cái ôm thì hy vọng là có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được ạ. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động. Còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Hôn. Bây giờ Hà hôn lại mới rụng tim nè. Nãy giờ em nói em rụng tim đó. Đó. Tôi tên là Nguyễn Đăng Bình, năm nay 22 tuổi. Hiện đang công tác tại trung đoàn 97, trung đoàn 370 quân chủng Hồng Không Quân. Em đến từ Hải Dương và hiện tại đang sống tại Cần Thơ. Mời bạn gái. Dạ, xin chào chú Nguyễn Linh, cô Cát Tường, chào khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên Phan Thị Thu Ngọc, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang làm kế toán, sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ 22. 22. Những điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Ngọc? Mọi người hay nhận xét em là vui tính, hòa đồng. Mình có cái yếu điểm gì không? Yếu điểm của em thì hơi nóng tính, tức giận lên là hay quăng đồ lung tung. Hả? Quăng đồ gì? Đụng gì quăng đó. Có hồi nào hao tài vì mấy cái chuyện quăng đó chưa? Đôi khi bể đồ. Bể đồ. Thôi cái đó phải kiềm chế bớt bớt lại ha. Dạ. Lúc cổ nóng đừng tặng cái gì nha. Em giới thiệu mình đi bệnh. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm là năng động, chơi được các môn thể thao liên quan đến bóng. Bóng gì? Bóng đá nè. Là cứ liên quan bóng là chơi được. Bóng rổ, bóng đũa. Chơi được. Bóng đũa chơi được luôn. Bóng đũa là môn gì ạ? Là banh đũa đó. Nó không biết mà. Bóng đũa mà cũng chơi được. Là banh đũa đó. Là con gái hay chơi đó.
À cái đấy em không chơi được đây ạ. Gì nói chơi được còn gì nữa. Em biết nấu ăn ạ. Nhược điểm của em là em hơi nhút nhát tí chút một chút ạ. Nhút nhát với con gái hay con trai? Nhút nhát với lại bạn gái. Có tật xấu gì không Bình? Nhút nhát ạ. Tật xấu mà nhút nhát đâu phải đâu. Tật xấu bên kia là đụng cái nóng lên đập cái gì dục cái đó. Có mấy mối tình rồi? Là em chưa. Chưa hả? Hàng chi nhút nhát là đúng rồi. Mình 22 tuổi, em chưa có mối tình nào. Thích ai chưa mình, hay là mình có để ý, hay mình yêu đơn phương ai chưa Bình? À, hồi cấp 3 thì thích thì quá chị ạ, yêu thì em chưa. Có nắm tay con gái lần nào chưa? Bạn nữ thì nắm rồi ạ. Mình nắm hay bạn ấy nắm mình? Để bạn nữ nắm. Chứ bạn đấy nắm, nữ nắm. Rồi có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Có nhìn thấy người ta hôn chưa? Nhìn thấy nhiều rồi ạ. Có cảm giác gì không? Tôi, em quay mặt đi chỗ khác ạ. Trời ơi. Hồi đó giờ tôi mới nghe lần đầu tiên một chàng trai mà thấy người ta hôn quay mặt đi chỗ khác. Thí dụ như bây giờ có cô gái, cô đi đến, cô nhìn em, xong cô hôn em, thì em tỏ thái độ thế nào? Nếu mà người lạ thì thôi. Người lạ thôi hả? Người lạ thì thôi. Trời ơi. Còn nếu như cái người đó là em đang để ý, em đang thích luôn, mà bây giờ cô chủ động, cô hôn em thì em làm gì? Em ủng hộ. Ủng hộ bằng cách nào? Dạ, nói ngại chị ơi. Hồi xưa em có hay chăm sóc các bạn nữ không? Dạ có ạ. Em làm gì cho các bạn nữ? Dạ, em hay chọc cho các bạn ấy giận ạ. Vậy chăm sóc? Nhiều khi thấy bạn nữ học cùng ấy ạ. Hay buồn buồn ấy, em chọc cho vui vui tí. Vậy thôi hả? Dạ, nhưng vui quá nên là bạn ấy giận. Cái đó mà ông gọi là chăm sóc đó. Em có chơi với bạn trai không? Có. Em có chọc cho bạn trai giận không? Có. Em có nắm tay bạn trai không? Có. Trời ơi. Nắm tay. Không phải này. Bình thường thôi anh ạ. Vâng, không phải ấy. Bình thường hả? Dạ. Em có đàn ông không? Chuẩn. Không, anh hỏi giùm bên kia kìa. Một chút ta kiểm tra thôi. Rồi, được rồi. Chút xíu tôi qua kiểm tra. À, Ngọc có mấy mối tình em? Dạ, có một mối tình chính thức 5 năm chị. Mấy? 5 năm. 5 năm? Còn lý do sao chia tay? Dạ tại lớn thì thấy chững chạc hơn á, rồi xong rồi thấy mối tình nó không có đi xa hơn được. Dù sao là em cũng có kinh nghiệm hơn bạn bên kia ha. Bạn bên kia chưa có biết gì hết trơn, chưa có hôn bạn gái luôn. Chưa có gì hết, cũng là một trải nghiệm mới cho mình. Trải nghiệm mới hả? Em muốn trải nghiệm không? Coi như là em là một trải nghiệm mới cho bên kia đó. Dạ em nghe rồi ạ. Nghe rồi ạ. Em có bao giờ em nằm mơ em thấy em ôm một cô gái nào em tưởng tượng ra người yêu của mình chưa? Sau khi đăng ký chương trình này thì em đang cố gắng nằm mơ. Đang cố gắng nằm mơ ạ. Em tưởng tượng sau khi đăng ký chương trình thì em nằm mơ cô gái của mình là như thế nào? Không cao không thấp. Không cao không thấp là sao? Cũng vừa vừa đấy ạ. Lỡ như thấp quá thì sao? Dạ thấp quá đi giày vào cho cao bạn ơi. Rồi mà sao mặt mày sao? Dạ mà cũng bình thường đấy ạ. Sao mơ gì đơn giản vậy? Mơ nó phải hoành tráng hơn chứ. Em có mơ em hôn một cô gái lần nào chưa? Đang mơ anh ạ. Đang mơ. Thôi bây giờ có em có cái hình mẫu lý tưởng không? Chỉ cần cô ấy bình thường thôi ạ. Còn cái việc phức tạp thì cứ để em lo ạ. Dễ quá. Phức tạp để em lo. Trời dễ thương quá. Sao là phức tạp anh? Nếu như mà em cảm thấy không bình thường được thì nó là phức tạp với em ạ. Bây giờ mẫu người lý tưởng của Ngọc là như thế nào nè? Người biết chăm lo gia đình, quan tâm và chăm sóc bạn gái. Ngoại hình? Dạ, ngoại hình cao 1m6 trở lên, miệng đừng hô. Dạ. Miệng đừng hô? Dạ, mắt cũng đừng hí. Mắt đừng hí? Dạ. Trời đất ơi. Bên đây sao? Không có hô, không có hí, gì nữa? Nếu đẹp trai càng tốt. Đẹp trai càng tốt. Dạ. Bên đây dễ thương. Có cái gì mà em không thích ở người bạn trai không? Dạ bạn trai đừng hút thuốc. Có hút thuốc không em? Em rất ghét những người hút thuốc ạ. Dạ. Tốt. Hết chưa? Tôi qua kiểm tra nè. Hết rồi chị. Bao lâu thì kết hôn? 3 đến 5 năm nữa. 3 tới 5 năm nữa? Dạ. Mới 22 mà chị. Lâu quá vậy. Chào em. Dạ chào chị ạ. Em định chừng nào kết hôn? Là khi mà bên đàn gái cho phép là kết hôn đấy ạ. Thế mà nhưng mà bên đây cũng muốn từ 3 tới 5 năm nữa là em đợi nổi không? 3 đến 5 năm nữa cho phép thì kết hôn. À có nghĩa là em sẵn sàng chờ đợi. Dạ. Bạn gái muốn là dù bận công việc nhưng mà em phải luôn luôn quan tâm chăm sóc cho bạn gái, thì em nghĩ là em sẽ quan tâm chăm sóc bằng cái cách nào? Em sẽ cố gắng hoàn thành xong nhất công việc của mình và sẽ xin đơn vị tạo điều kiện này có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc bạn hơn ạ. Bao lâu em lên thành phố em thăm bạn ấy được một lần?
Em cố gắng sang một tuần một lần. Một tuần một lần? Em cố gắng. Thì không vậy mấy anh, được luôn hả? Một tuần nghỉ được một lần luôn hả mấy anh? Những cái điểm gì mà em không thích ở một người bạn gái? Sau này mà về nhà đấy thì người vợ là người vợ chứ không phải là người vợ là người chồng là được rồi. Ủa là sao? Người vợ là người vợ, người vợ đừng là người chồng là được rồi. Tức là vợ không bao giờ đòi là chồng là được. Vợ không phải là chồng, chồng không phải là vợ. Thôi ý em nói là cứ lên đầu cứ có người chồng đi anh. Tức là sợ người vợ thành người chồng, tức đè đầu cưỡi cổ người chồng. Dạ. Tức là không, ý em nói là không muốn người vợ dữ quá đúng không? Dạ, chỉ thế thôi ạ. Trời ơi, ông nói cho rõ rõ, ông nói mà đúng đâu có khi người chồng biến thành người vợ chứ. Dạ hết rồi đây ạ. Về ngoại hình, em thích cổ điển hay em thích hiện đại? Em thích mẫu người truyền thống ạ. Truyền thống là sao anh? Truyền thống là tất cả mọi thứ đơn giản bình thường thôi ạ. Ví dụ như cổ là sơn móng tay, nhuộm tóc, cắt tóc, xăm mình rồi gì được không? À, chị ấy nhuộm tóc thì cô là nhuộm lại được, sơn móng tay có thể sơn lại được, nó lại trở bình thường ạ. Có nghĩa là không đồng ý? Dạ đồng ý chứ chị, bởi vì tóc có thể nhuộm lại, móng tay có thể sơn lại. Vậy là xăm mình là thua rồi phải không? Xăm mình có thể tẩy đi được. Xăm mình sao tẩy? Để em tẩy ạ. Trời ơi, bạn gái em đi với em là nhuộm tóc là không được hả? Nó không phải màu nổi quá được rồi. Thì đỏ đỏ thôi. Nhạt nhạt tí là được rồi. Vậy được không? Này đẹp ạ. Đẹp hả? Dạ. Không sao, em cũng còn biết đẹp, đẹp, dạ. Được em, được, được, không đến nổi. Đàn trai dễ thương quá, để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Là có gì anh bảo em ạ. Hả, có gì anh lo cho nha. Dạ. Chồng là chồng, vợ là vợ nha. Chào em gái, dễ thương quá. Lấy chồng bộ đội á, là phải hy sinh một phần cái công việc của mình, cũng như là hy sinh rất nhiều cái tình yêu của mình luôn. Em có lo không? Không cần phải nhất thiết là phải ở bên nhau, chỉ cần là có những cái cử chỉ hành động quan tâm là được. Anh ảnh hiền lắm đó. Ý anh nói nãy là sợ em ăn hiếp anh thôi. Em cũng hay ăn hiếp chồng không? Dạ không. Ủa chưa có lấy chồng mà sao biết không? Nhưng mà hồi đó giờ chưa ăn hiếp ai hết. Cô gái bên đây cũng hiền á em trai. Em thấy hai đứa hợp á nha. Hôm nay em đi với ai Ngọc? Dạ em đi với mẹ, với Hiếm Năm, với bạn. Dạ chào cô. Dạ chào chị Cát Tường. Dạ. Em chào anh Dùng Quê Linh. Chào cô. Em chào khán giả trong trường quay. Với tôi là mẹ của Thu Ngọc. Ngọc thì cũng biết nấu ăn, cũng vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Em trai hôm nay thì má thấy cũng được Ngọc. Thì con cũng để đến đây cho tạo cho cơ hội cho con, rồi tự con quyết định. Theo Thiếm thấy thì cháu Nam bên đây thấy, Thiếm thấy cũng được. Thì cũng đẹp trai, dễ thương. Con tìm hiểu nha Thu Ngọc. Thấy hai người cũng xứng. Dạ, vậy là Thiếm ủng hộ hả Thiếm? Dạ. Rồi, cảm ơn Thiếm. Rồi, em muốn bên đàn trai ai? Dạ, đi cùng em nay là có chị Ngọc là thủ trưởng của em ạ. Dạ, xin phép chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường và các khán giả tham dự chương trình Bản Quán Hẹn Hò. Thì xin chúc mừng Bình. Thì chương trình Bản Quán Hẹn Hò đã tìm đến cho em được một cô gái rất là xinh xắn. Những cái tiêu chí, tiêu chuẩn em đề ra thì anh thấy là đáp ứng được. Đồng chí Bình công tác trong quân đội thì là sống theo nề nếp, nguyên tắc và kỷ luật thì rất là nghiêm. Anh hứa với em là đơn vị sẽ rất là tạo điều kiện cho Bình và em có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau và để gặp gỡ nhau hơn. Cảm ơn chị Ngọc. Bây giờ thì sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Mạnh dạn lên nha Bình. Anh yên tâm ạ. Tiến tới luôn. Rồi, mời hai bạn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có và mong anh là sẽ thích. Anh thích? Dạ. Em thích hoa không? Dạ, thích. À, vậy là anh vui rồi. Dạ. Đứng sát sát chút xíu coi. Để coi cặp này coi. Trời ơi, sao nó hợp quá ta. Phải hợp chứ anh? Hợp. Phải hợp. Về cơ chế hình thể nó cũng ma mụn miệng giống giống nhau. Lẽ tôi cưới cặp này luôn chứ trời. Hợp dữ vậy đó thiệt á. Nhìn tôi thấy hợp ra nắm tay thử cái cảm giác sao? Xin phép bạn nè, tôi nắm tay bạn luôn. Anh em chứ bạn cái gì ở đây không biết. Mạnh dạn lên. Hả? Tay nó quéo lên luôn vậy nè. Tôi nắm nhẹ nhàng, nắm như quéo. Đang tay vô nắm thử coi. Lần đầu tiên nắm tay con gái hả? Cảm thấy sao? Kia nữa. Thấy run không Bình? Đang run này kìa. Run rồi. Thấy tinh thần nó sao Bình? Cảm thấy bắt đầu có động lực hơn rồi ạ. Có động lực rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình lấy động lực về nói chuyện nha. Dạ. Rồi, về rồi, ghế về ngồi, chỗ ngồi đi hai bạn. Cảm nhận đầu tiên gặp nhau như thế nào? Nhìn nói về em thì là anh nhìn thấy là đủ rồi. Dạ, vui. Anh thấy vui hả? Anh thấy vui, rất vui. Dạ,
Dạ. Thì sợ em không vui thôi. Dạ không, em vui lắm. Vậy là tốt rồi. Hiện tại là anh đang công tác ở Cần Thơ á. Hồi nãy anh nói là sẽ mỗi tuần lên thăm em một lần. Anh không hứa trước. Dạ. Và nếu mà thuận tiện nhất thì là sẽ một tuần lên thăm em một lần. Nếu dạ. như em cho phép. À, mà còn anh... nếu sai không thì là cái việc đấy cứ để anh lo. Dạ. Anh có sẵn sàng về quê em chơi ở Bà Rịa Vũng Tàu anh? Anh rất thích Vũng Tàu. Dạ. Không biết anh có sẵn sàng đưa em về quê em chơi? Nếu có cơ hội anh sẽ đưa em về nhiều dạ. lần khác. Dạ. Em có câu hỏi nào ngoài anh nữa không? Dạ. Em có câu hỏi nào ngoài anh nữa không? Anh bên không quân á là thường thường là anh có lái máy bay trực thăng. Anh thì không lái được máy bay trực thăng. Anh ở bên kỹ lái thuật. Lái máy bay khác hả? Tại em không lái máy bay ạ. Em làm bên kỹ thuật bảo đảm công tác kỹ thuật cho máy bay ạ. Sửa máy bay đúng không? Chăm sóc máy bay đúng không? Dạ vâng ạ. Mà đi ké máy bay được không? Em ạ. À. Là tùy theo tình hình nhiệm vụ của đơn vị thì em có thể đi máy bay hoặc không đi máy bay ạ. Nhưng máy bay có khi nào bay từ Cần Thơ xuống Vũng Tàu không? Hôm trước có nhiệm vụ bay ra biển ấy thì có bay qua Vũng Tàu ạ. Bay qua thôi, bay qua nhảy dù xuống. Bay qua nhảy dù xuống. Bay qua thôi, em nhảy dù xuống. Không biết anh có gì muốn hỏi em. Anh chỉ hỏi em nay em có vui không thôi là hết rồi. Còn lại thì là để anh lo. Ờ vậy chứ anh thấy mặt em có vui không anh? Nếu mà em vui thì là tốt rồi. Em cũng phải hỏi nguyện vọng cổ giờ cô thích gì, cô thích hẹn hò như thế nào. Còn qua cơ hội xuống chỗ em chơi thì em muốn đi chơi ở đâu? Em thích đi tắm biển á. À, em biết bơi không? Không. Để anh dạy em bơi. À, hay quá. Em cũng muốn tập bơi á mà không có người, chưa có cơ tâm, hội. Anh sẽ tập cho em bơi được. Dạ. Anh thì tất cả mọi thứ đều nó bình thường thôi. Hôn nhân thì gia đình thì vợ thì vẫn là vợ thôi. Ý anh luôn là đừng có ăn hiếp anh là được rồi, đừng bắt nạt anh là được rồi. Ý em nói tức là em là chồng là em về em chỉ làm gì tất cả những việc thuộc về chồng thôi đúng không? Em có thể nấu ăn. Cái đó là chuyện của vợ đó. Dạ, em có thể phụ vợ nấu ăn. Còn công việc nhà hay sao anh? Công việc nhà thì ai rảnh người làm. Còn nếu mà hai người cùng rảnh thì hai người cùng làm. Nhưng mà anh công tác không thì biết khi nào anh rảnh nè. Vậy là những khi mà anh định được về nhà là anh làm hết mọi việc? Anh làm được. Dạ. Mình tiến đến xa hơn á là anh tính là anh sẽ định cư ở Cần Thơ luôn hay sao? Dạ. Anh sẽ đưa em về Cần Thơ sống. Thì như về Vũng Tàu đúng không? Còn tàu thì anh thấy làm sẽ vất vả hơn một chút. Bây giờ em nói gì để cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với em nè? Anh rất là vui, muốn có thêm nhiều cơ hội để nói chuyện tìm hiểu em thêm. Dạ. Em đến đây cũng là cho em cũng như là cho anh một cái cơ hội, mong rằng là mình sẽ tiến xa hơn. Đặt tay vào nút bấm đi em. Hãy bấm vì tình yêu, suy nghĩ cho kỹ. Bấm nút chúng ta phải yêu thương nhau. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi hai bạn. Gì nắm chặt. Bây giờ là chính thức nắm tay nhau, hẹn hò với nhau rồi đó. Rồi, bây giờ nói nè. Nói đi. Dạ. Cháu xin phép bác là cháu xin phép là được chúc hồng thơm má bạn em Ngọc được không bác? Đó đồng chí thiếu úy rõ Minh rõ rõ từ gì vậy? Gì thổ lỗ tai hết trời? Em bị cướp cò ai ạ? Không có cướp cò nè, để cái tay ra cho mọi người chứng kiến nè, để vô từ từ ha. Làm nhiệm vụ của mình đi thiếu úy Minh. Rõ. sắp xỉu rồi. Cảm thấy trong người lúc này như thế nào? Em không thể diễn tả được bây giờ chị ạ. Là nó như thế nào? Là nó không thể diễn tả được nữa rồi chị ạ. Vậy hả? Làm gì cái tay kia làm gì mà cứng nhắc vậy? Thả lỏng ra xíu đi em. Thả lỏng chứ đâu phải buông tay. Thả lỏng, nắm lại. Đây là một cái kỷ niệm đẹp